Thưa quý vị và các bạn, dù các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đăng ký xe máy điện, nhưng hôm nay 1 tháng 7, vẫn còn rất nhiều người đi xe máy điện không có biển số, vẫn ngang nhiên tham gia giao thông, thậm chí không đội mũ bảo hiểm. Phản ánh của phóng viên tại một số tuyến phố trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong ngày đầu xử phạt xe máy chưa đăng ký biển số. Chỉ khoảng 30 phút tại đường Xã Đàn, phóng viên ghi nhận hàng chục chiếc xe máy điện lưu thông trên đường không có biển số. Có đăng ký xe biển số nhưng người điều khiển lại không đội mũ bảo hiểm. Đây là những lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông bằng xe máy điện. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, các đối tượng đi xe máy điện chủ yếu là học sinh, sinh viên. Là xe của chị em không rõ, chị lại đăng ký thì em nghĩ hơi phức tạp một tí. Tại vì em là không phải là người ở đây, không có hộ khẩu nên chị đâu có đăng ký được. Em phải nhờ người nào đó đăng ký mà giờ chưa có ai đăng ký giùm em hết. Ngay trong buổi sáng ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông công an số 3, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý khoảng 20 trường hợp không đăng ký xe máy điện và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tất cả những trường hợp này đều bị xử phạt và tạm giữ xe. Một số người vi phạm khi tham gia giao thông ấy, người ta không hiểu biết và người ta không biết là ngày hôm nay sẽ ra quân xử lý đối với xe đạp điện và xe máy điện. Cho nên người ta cứ nghĩ là coi như xe đạp và xe máy không máy điện là không cần phải đăng ký và người ta cố tình người ta không chấp hành. Theo quy định là nếu xe mà không có đăng ký và không có biển số thì sẽ bị tạm giữ sau 7 ngày nữa thì sẽ người chủ xe sẽ phương tiện sẽ lên làm việc và cả người vi phạm sẽ lên làm việc. Rõ ràng, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn chủ quan, coi xe máy điện như một phương tiện thô sơ, ít gây nguy hiểm. Theo Nghị định 171 của Chính phủ, chế tài xử phạt xe máy điện không đăng ký, không lắp biển từ 300 đến 400 nghìn đồng. Bên cạnh đó, các điểm thi ở Lâm Đồng đã có phương án hỗ trợ giúp đỡ thí sinh có nhu cầu ăn ở nội trú, đặc biệt là thí sinh người dân tộc thiểu số và những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.